Giải hôm nay chúng tôi có thêm cả giải đoàn. Giải đoàn để khuyến khích các cái đơn vị mà có các cái phong trào phát triển của môn tốt. Giải đoàn được tính bằng tổng kết quả thứ hạng cao nhất trong đoàn của mình và giải thưởng rất lớn. Tôi xin công bố giải thưởng luôn. Giải nhất toàn đoàn là 8 đồng hồ quốc tế. Giải nhì 6 đồng hồ quốc tế. Giải ba 4 và giải tư 2. Cho nên các bạn thi đấu ngoài thành tích cá nhân của mình còn cố gắng thi đấu hết sức mình để góp vào toàn đoàn một vờ sắc áo của chúng mình. Tất cả rõ chưa?